xem video tutorial tại KPV.com. Trong video tutorial lần này mình sẽ nói về các phần mềm tốt nhất để lập trình web nói chung cũng như là lập trình sử dụng KPV framework nói riêng. Ở đây là những cái đánh giá của bản thân tôi trong quá trình sử dụng. Thì do là ý kiến cá nhân nên các bạn cũng có thể là lựa chọn theo, có thể là lựa chọn theo sở thích của các bạn. Nhưng mà với tôi thì đây là những phần mềm tốt nhất mà tôi đang dùng. Phần mềm đầu tiên tôi muốn giới thiệu chính là phần mềm rất là quan trọng là Web Server. Đây là phần mềm cài để chạy localhost Windows. Ngoài Web Server thì có một số phần mềm khác mà chúng ta thường nghe nói như là SAM, Virtual, AM Server, IIS Server. Nhưng mà tôi đã dùng tất cả nhưng mà thấy Web Server vẫn là phần mềm tốt nhất và có thể là đơn giản sử dụng nhất. Sau khi cài đặt Web và khởi động thì tôi thấy Web khai hệ thống như thế này. Trong lần chạy đầu tiên thì tôi khuyến khích các bạn nên là enable một số tab hay là một số module vân vân là để có thể là chạy tốt nhất trên khi mà lập trình web. Thì hiện như ở đây là mình sẽ enable short open tab. Cái này có ý nghĩa là như thế này, có ý nghĩa giống như bây giờ nếu bạn lập trình PHP thì ở đây là đoạn code đúng của nó, đoạn code viết theo đúng chuẩn của PHP là như vậy. Nhưng mà một số trường hợp thì gõ các bạn có thể như vậy một cách gõ ngắn khác, nhưng mà nếu không enable cái short open tab thì code PHP với cái thẻ như thế này sẽ không có chạy được. Cái thứ hai đó là cái module reply. Bật nó lên thì một số cái hàm chạy và cần chỉnh sửa mấy cái link hoặc là liên quan đến các file .htaccess thì .htaccess là 200 thì sẽ chạy. Còn ở đây là những cái hàm khác các bạn có thể là muốn hoặc là không muốn và có thể được, chẳng hạn như ở đây là display error là lỗi, có thể là một số đoạn mẹ thì sẽ bạn muốn cho nó hiện mấy cái bạch lên hay là không thì tùy, cái đó thì không quan trọng. Ở đây có một cái lưu ý, hiện như các bạn mà lập trình về curl này thì nên enable. Rồi nếu mà sử dụng kết nối đến cơ sở dữ liệu là Oracle thì nên enable cái PHP OCI tab này. Nhưng mà nói tóm lại thì chỉ cần enable cái short open tab để lập trình PHP thật là nhanh, và cái module rewrite nữa là module rewrite ở đây nữa là coi như là cần thiết và đầy đủ nhất. Sau Web Server thì phần mềm thứ hai tôi muốn giới thiệu là Notepad++. Đây là cái phần mềm chỉnh sửa code rất là gọn nhẹ, giống như là có thể là mình sử dụng cái phần mềm này để mà sửa những cái file cần nhanh chóng và mình không có cần cái chương trình gì rườm rà nặng thì có thể dùng Notepad++. Nó biết cộng cộng highlight rất là nhiều khó, thì như là PHP, ở đây là SQL và có một số lượng rất là lớn. Mặc định thì giao diện của Notepad thì nó sẽ là như thế này. Nhưng mà tôi không thích những cái gì mặc định, tôi chuyển nó sang những cái màu khác
nhìn thích hơn. Tôi thì thích màu đen, thì có thể là chọn về như thế này. Rồi chọn xong. Rồi một cái nữa là cái built in là Explorer, thì có thể là cài đặt bằng cách là vào show. Ở đây là tôi cài đặt rồi nên không có hiện, nếu mà bạn chưa cài đặt thì ở đây sẽ hiện cái module tên là Explorer, về đây là tên của check out và install. Module Explorer này thì nó giúp cho mình duyệt cái file rồi sửa file nó nhanh chóng hơn, như này mở file, share file, edit file gì đó, truy cập cái file, thì chỉ cần cái module Explorer và nó quét cộng này. Cái phần mềm thứ ba để lập trình là PP Designer phiên bản 7. Thường thường lập trình thì tôi thấy bạn bè hay là những người khác thì thích cái chương trình, và thường nói đến cái chương trình Adobe Dreamweaver này, nhưng mà tôi thì thấy nó nặng và cồng kềnh, tôi thì chẳng có thể dùng đến nhiều những cái thứ linh ta linh tinh trong này. Tôi nghĩ là PP Designer là rất là tốt nhất hiện tại. PP Designer thì có thể là duyệt file như là Explorer bên Notepad ở cộng cộng, thì có thể tạo đồ chat và quản lý đồ chat. Ở đây là tạo một cái đồ chat, đây đồ chat chỉ đến đường dẫn, mình chỉ có cái đường dẫn trong thư mục web. Tên là mẹ được chết. Rồi sau có thể là duyệt rất là nhanh. Đây là cái rồi chết. Rồi ngoài ra thì là cái BB Designer thì còn có hỗ trợ rất là nhiều cái công cụ lập trình web phổ thông như là HTML, CSS, JavaScript. JavaScript thì có những cái framework như là Ajax, jQuery, và PP, những cái thẻ. Có PP Designer còn hỗ trợ về kết nối FTP, hoặc là FTP kết nối một cách trực tiếp hoặc là thông qua một cái FTP client như là Filezilla. PP Designer còn hỗ trợ support cái subversion là SVN, không biết update có những cái ngôn ngữ, nhưng mà rất là tiếc là hiện tại thì không có thấy tiếng Việt ở đây. Giao diện thì có giao diện, tôi đã tập cái giao diện này rồi. Về lập trình thì PP Designer thì nhắc mẹ rất là nhanh chóng, thể hiện như chỉ cần gõ như thế này KDB rồi nhắc mẹ rất là nhiều ngôn ngữ, thể hiện như ở đây rồi ở cái là CSS, cái thẻ E thì E tôi muốn color này, có thể là chọn mèo một cách rất là nhanh và hỗ trợ rất là nhiều cái định dạng đầy đủ. Thì hiện như đây là phong phong sai thì chọn những so như thế. Rồi ở đây là ví dụ về PP, như hiện như đặt đây là cái ví mình bằng bôi, thì khi mà echo, khi mà bạn loại gõ cái biến, gọi đô la để gọi tên biến, thì nó sẽ hiện những cái biến cần thiết. Đầu tiên là cái biến có trong file, thứ hai là những cái biến mà thường gặp để chỉ đi hiện như là n này. PP Designer còn hỗ trợ những cái thẻ như hiện như hiện form hay là button vân vân, rồi những cái doc hay doc hay là những cái feature như thế này, những hiện như muốn
chèn cái dạng này rất là nhanh. Rồi nếu tạo file mới thì em muốn tạo nó có sẵn một cái template như tạo HTML này. PB Designer sẽ array ra một cái đoạn code theo cái format mặc định và tốt nhất, và mình chỉ cần edit những cái thông số. Phần mềm thứ tư, phần mềm thứ tư nó muốn giới thiệu là Firefox. Đây chắc hẳn là một phần mềm rất là quen thuộc đối với các bạn. Firefox thì dùng rất là hữu dụng khi mà chúng ta cần debug để xem những cái thông tin và thông số chẳng hạn như là, nhưng mà trước hết thì cần phải cài cái bootin tên là Firefox. Hiện tại thì tôi đang cài để làm demo nhưng mà không biết lý do gì thì chạy rất là chậm. Ngoài Firefox thì còn có cái trình duyệt phổ biến hiện nay giống như là Chrome của Google, Opera, Safari, Internet Explorer. Nhưng mà tôi thì thích cái Firefox này hơn, thích cái Firefox này nhất. Có thể là nó chạy, có thể là nặng máy thì gặp thôi, nhưng mà cái công dụng mà nó mang lại cho mình thì rất là cao. Tôi sẽ demo cái công dụng của Firefox bằng cách sử dụng cái plugin vừa mới cài là Firefox, chẳng hạn như demo thử trên cái website kbb.com này. Chẳng hạn như bây giờ có cái lỗi nào đó phát sinh nhưng mà bạn không biết thì có thể là khi mà cài rồi á, click chuột phải lên sẽ có cái menu này. Có thể là xem và chỉnh sửa. Thế hệ như khi này thì tôi thấy cái khoảng cách chẳng hạn như xác thực người dùng về trong này thấy nó gần quá, tôi muốn chỉnh cho nó cao hơn hoặc là phông cho nó to hơn thì chọn cái này thì sẽ được cái này, thì gồm cái thẻ thì bên góc bên phải thì bạn nhìn thấy là có cái chia đó, ta có thể là chỉnh trực tiếp bằng cách double click lên cái giá trị này, chẳng hạn tăng cái phông size lên hoặc là giảm cái phông size xuống. Rồi chẳng hạn như bạn muốn ghép thêm một cái mới, chẳng hạn như tôi thấy cái color này không thích hoặc là tôi muốn cho nó gạch gạch chân chẳng hạn, thì tôi sẽ đặt click lên cái phía bên bên phải này, tôi sẽ ghép được thêm. Chẳng hạn như bây giờ là color chẳng hạn như cho màu đỏ. Ở đây là do cái link của nó là thẻ này nằm ở xuống cái thẻ dưới đây, thì hiện như cho cái border của nó là hàng số, là trong cái file path tích hợp luôn cái phần mà nhắc các mã lệnh thì sẽ tự động tạo ra, thì các bạn có thể là xem thấy cái giao diện như thế này. Sau khi mà vừa vừa ý với các bạn thì thì như tôi thích cái này rồi thì tôi có thể là copy cái này và mở lại cái file sửa đổi của mình lên và phát cho nó. Sau khi đó thì sẽ được cái size hoàn chỉnh, cái size theo nó hiện theo cái ý của mình muốn. Đó là cái ứng dụng của Firefox để có thể là chỉnh sửa cái giao diện, hoặc là tìm ra cái lỗi nào đó. Tôi xin được phép dừng cái video tutorial này tại đây.